Xin chào các bạn, lại là mình Sakura Review đây. Hôm nay chúng ta sẽ review bộ phim Phù thủy tối thượng nhé. Tại Kamandu, Nepal, Kakilius và đám tín đồ đột nhập vào thư viện, sau đó chặt đầu người thủ thư. Hắn sẽ lấy hai trang sách pháp thuật của cổ lão nhân. Một nữ pháp sư đã phát hiện, cả nhóm bắt đầu bỏ chạy. Bọn chúng bị nữ pháp sư nhốt không gian kính, lợi dụng sơ hở lúc đánh nhau. Kakilius đã mở một cánh cổng và trốn thoát. Tại New York, Stephen Strange là một bác sĩ giải phẫu thần kinh nổi tiếng, nhưng tính tình tự cao, vừa làm phẫu thuật vừa nghe nhạc rồi vừa quẩy. Sau khi phẫu thuật xong lại có một ca bệnh tiếp theo cần phẫu thuật, ca này bệnh nhân bị viên đạn cấm vào não. Stephen có đôi bàn tay rất khéo léo, gấp viên đạn ra một cách dễ dàng, anh nhận được cái ôm hạnh phúc của thân nhân người bệnh. Không chỉ là bác sĩ tầm thường, mà anh còn là một đại gia, anh ta còn là một tay sưu tập đồng hồ xịn sò. Đi con xe Lamborghini, phóng trên đường đủ biết anh là tay lái lụa cỡ nào nè, bởi vì quá tay giỏi nên anh vừa nghe điện thoại vừa lái xe. Tai nạn đã xảy ra, chiếc xe lao xuống vực sâu, tuy bản thân không chết, nhưng đôi bàn tay kia đã gãy nát. Tỉnh dậy anh thấy cô bạn gái đang chăm sóc mình, anh đã thấy các ngón tay trên khung kim loại, anh nhìn hồ sơ bệnh án trong bất lực, cô bạn gái giúp anh cạo râu. Thời gian sau, bác sĩ tháo băng, đôi tay tuyệt hảo đã không thể cử động được như xưa. Anh dùng hết tiền của chữa trị, nhưng đánh đổi lại là sự tuyệt vọng. Anh hỏi bác sĩ có ai bị như anh trở thành phế nhân không? Anh không thể cầm viết nổi, cũng không thể cạ râu. Anh tức giận mọi thứ, kể cả với cô bạn gái. Anh nhận được hồ sơ bệnh án của người bị liệt nữa người kia. Giờ anh ấy đã lành lặn, còn có thể chơi bóng rổ. Anh nói mình cũng đang trong hoàn cảnh của anh ta năm xưa. Anh ta chỉ nơi mà Stephen cần đi đó chính là thánh địa Cơ Ma Tay ở Nepal, nhưng cái giá phải trả rất cao. Anh không còn gì để mất, cho nên anh chỉ còn tiến thẳng đến đỉnh núi của các vị thần. Giữa đường gặp đám người, chúng muốn cướp đồng hồ của anh. Bọn chúng đánh Stephen, nhưng có một người bận áo choàng đen giúp anh lấy lại công bằng. Người này biết Stephen muốn đến Cơ Ma Tay, nên đã dẫn đường giúp Stephen đến đó. Và đây chính là thánh đường, nơi thượng cổ tôn giả ở. Người phụ nữ gót trà cho anh, chính là người anh cần tìm. Bà ta biết rõ mọi thứ về Stephen. Anh thắc mắc tại sao bà có khả năng trị bệnh mà khoa học cũng chưa thể lý giải được. Bà nói mình không trị bệnh, bản thân họ tự trị thôi. Bà còn cho ông thấy một quyển sách do con người viết, những người biết một không biết mười. Stephen tỏ ra xem thường nơi này. Rất nhanh bà dùng một chưởng đẩy linh hồn anh ra khỏi thể xác thân phàm tục. Anh nghi ngờ trong trà chứa chất an thần, làm anh hoang tưởng. Tiếp theo bà khai thông cho anh thấy các chiều không gian khác nhau, bay ra khỏi trái đất đến các thế giới khác trong vũ trụ, nơi mà khoa học chưa đủ khả năng phát hiện. Khi linh hồn trở về, anh quỳ lại sư phụ hãy dạy cho con. Tuy nhiên anh lại bị đuổi khỏi nơi này. Người học trò này tên là Mozo. Anh ta đã khuyên phù thủy tối thượng hãy thu nhận Stephen ta, vì tài năng của người này có thể đối phó được với Kakilius. Cánh cửa đã mở, Stephen được chấp nhận ở lại. Mozo cho anh mật khẩu Wi-Fi để sử dụng Google dịch. Thượng cổ nhân dạy anh thuật triệu hồi khiên chiến đấu. Anh sợ đôi tay này không thể làm được như vậy, nhưng thượng cổ nhân nói chỉ cần học tập và rèn luyện trong nhiều năm. Anh đến thư viện mượn sách. Tại đây anh gặp được Wong, anh chàng này không bao giờ biết cười là gì. Stephen là người thông minh, anh đọc sách và lĩnh hội rất nhanh. Thủ thư Wong lấy cho Stephen những loại sách cao cấp hơn. Anh cũng thấy được những quyển sách bí thuật cấm. Anh lấy đúng quyển bí thuật mà Kakilius đã xé năm xưa. Người thủ thư cũng kể lại câu chuyện năm xưa, và nếu Stephen có ý định đánh cắp chúng thì sẽ chết trước khi rời khỏi nơi này. Tại một thánh đường xa xôi, lúc này Kakilius đã biết cách sử dụng bí thuật trong trang giấy kia. Ông kết ấn vẽ ký tự cổ, sau đó cùng đồng bọn niệm chú, và đã thành công lấy được sức mạnh của bóng tối. Tại Cơ Ma Tai, Stephen ra sức tập luyện, nhưng vẫn không thể sử dụng được nhẫn kép. Những người bạn đều mở được cánh cửa không gian. Thượng cổ nhân đã nhìn thấu được Stephen, bản thân anh không tự tin vào mình, đôi tay anh đã bị tật vĩnh viễn. Thượng cổ nhân chỉ một người cụt tay sử dụng bí thuật cấp cao, còn nói với Stephen, anh không thể bắt dòng sông phục tùng mình, nhưng anh có thể nương theo dòng chảy. Sau đó bà ta đưa anh đến không gian khác, đây là đỉnh núi Everest. Chỉ cần cầm cự trong 13 phút là cơ thể có thể đóng thành khối băng, sau đó bà ta rời đi. Chỉ có cách này mới đánh thức được tiềm năng nơi Stephen, bác sĩ của chúng ta đã trở về kịp trước khi bị hóa đá. Linh hồn anh đã thăng hoa, tự tin, rồi dào sức sống. Anh cạo râu, thay đồ mới, đến thư viện mượn sách thuật xuất hồn, một loại sách tiên thuật cấp cao. Wong không cho anh mượn. Tối đó Stephen lợi dụng cánh cửa không gian để trộm sách thư viện, còn lấy trước mặt của Wong nữa nét. Lúc ngủ, anh còn dùng linh hồn của mình đọc sách. Sư phụ gọi anh đến chất vấn. Kỹ thuật của anh đã lên một tầm cao, cần phải có một nơi an toàn tập luyện thần chú. Rồi bà dùng tiên thuật mở ra không gian kính. Những việc xảy ra trong này không ảnh hưởng đến không gian bên ngoài. Tiếp theo bà cho anh thấy sự nguy hiểm của không gian kính. Nếu bà nói những gì mình biết thì anh sẽ chạy đi vì quá sợ hãi. Sáng hôm sau, anh được luyện tập sáp lá cà, anh được dạy về cách triệu hồi thánh vật. Tuy nhiên anh chỉ triệu hồi được cọng dây điện này thôi. Rất nhanh anh đã bị hạ. Tối hôm đó anh đến thư viện, anh lấy quyển sách bí thuật cấm ra.
Vừa ăn táo vừa xem sách, anh thấy có miếng đá y như trong quyển sách. Đây là con mắt Agam Ato. Stephen đeo miếng đá vào, anh bắt đầu đọc thần chú khởi động viên đá. Anh xoay tay, trái táo trước mặt bị biến đổi theo thời gian. Stephen tiếp tục thử nghiệm lên quyển sách, hai trang sách kia đã trở lại. Lúc này anh cũng bị phát hiện, hai vị sư phụ nhắc nhở anh, nếu lạm dụng viên đá sẽ tạo ra các nhánh thời gian, và anh sẽ bị kẹt vào một khoảng thời gian lặp đi lặp lại. Họ nhận ra anh là người được sinh ra để học bí thuật, còn nói cho anh biết bọn họ là những người bảo vệ trái đất khỏi hiểm họa vô hình, tổ chức xây dựng ba thánh đường, cái đầu London, cái thứ hai ở New York, cái thứ ba ở Hồng Kông, các thánh đường cùng tạo ra tấm khiên bao bọc thế giới. Phù thủy là những người bảo vệ thánh đường, Wong còn chỉ cho anh biết về chúa tể bóng tối, hắn đang khao khát chiếm được trái đất để đem về không gian tối của mình. Những trang sách Cacilius lấy cấp là nghi lễ triệu hồi chúa tể bóng tối đến và ban sức mạnh cho chúng. Stephen nói rằng mình đến đây chữa trị đôi tay, không phải tham gia chiến tranh. Chưa dứt lời thì thánh đường London có biến, Cacilius đã tấn công nơi này. Một tiếng nổ vang lên, khi anh tỉnh dậy đi ra ngoài, trước mặt anh là London. Stephen liền vào trong nhà phát hiện ra ba cánh cửa, mỗi nơi là một không gian riêng, anh còn biết cách sử dụng chúng. Nơi đây cất chứa rất nhiều thánh vật, có cả áo choàng phép thuật. Stephen thấy Cacilius dẫn theo đồ đệ đi vào giết người, anh lên tiếng can ngăn. Cacilius tưởng anh là người bảo vệ thánh đường. Bọn chúng bắt đầu truy sát Stephen, một người mới như Stephen làm sao có thể đánh lại Cacilius kia chứ? Phép thuật thì lúc có lúc không, anh đã nhanh trí lợi dụng các cánh cửa không gian lúc này, nhốt được hai tên đồ đệ của Cacilius vào trong đó. Tuy nhiên một mình anh cũng không phải là đối thủ của Cacilius, anh bị hắn đánh tới tấp, tưởng bản thân sẽ ngủm củ tỏi rồi, thì bất ngờ chiếc áo choàng phép thuật cứu mạng anh, nó đã chọn anh là chủ nhân của mình. Tuy vậy kết quả cũng không gì khả quan hơn, áo choàng còn chỉ cho Stephen chọn một thánh vật xấu chí treo trên tường. Stephen đã dùng nó để trói Cacilius lại. Anh tra hỏi Cacilius tại sao lại làm những việc này. Hắn bắt đầu tuyên truyền về đời sống bất tử, thế giới bóng tối đẹp đẽ các kiểu. Hắn nói mình giết vài người chỉ là để hy sinh cho nhân loại tiến hóa. Stephen chỉ tin vào sư phụ của mình. Tuy nhiên Cacilius nói thượng cổ tôn giả cũng như mình, bà ta lợi dụng chúa tể bóng tối để có quyền năng và bất tử. Stephen không tin hắn. Stephen phát hiện ra nhẫn kép đã biến mất. Lúc này tên đồ đệ của Cacilius bất ngờ đánh lén Stephen, áo choàng đã quấn lấy đầu hắn. Stephen dùng chút sức lực còn lại mở ra cánh cổng đến thẳng bệnh viện. Anh gặp lại bạn gái cũ, nhờ cô ấy giúp mình phẫu thuật. Lúc cô ấy sắp phẫu thuật thì linh hồn của Stephen bật ra ngoài, khiến cô ấy sợ chết khiếp. Lúc bắt đầu bình tĩnh, cô ấy bắt đầu nghe theo lời của linh hồn tiến hành phẫu thuật. Lúc này linh hồn của tên đồ đệ kia cũng tìm đến bệnh viện. Hai người đánh nhau một trận trong bệnh viện. Mặc dù người thường không thể thấy được hai người, nhưng âm thanh vô cùng lớn. Với sự nỗ lực của cô bạn gái, Stephen khôi phục lại nhịp tim. Anh bảo cô hãy nạp điện cho anh một lần nữa. Linh hồn của tên đồ đệ kia bị tan thành cho khói. Anh tỉnh dậy nói với cô mình đã lên Tây Tạng xuất gia. A Di Đà Phật, đùa thôi nhé. Cô đưa anh đến cánh cổng không gian. Lúc này cô còn ngạc nhiên thì Stephen đã đi mất rồi. Thì ra thế giới còn có nhiều thứ đáng sợ mà. Khi anh ấy khát áo choàng chuẩn bị ra trận, Stephen vừa thoát chết thì thượng cổ nhân phong cho anh làm người bảo vệ đánh đường New York. Anh không muốn giết người nào cả. Stephen khẳng định mình là một bác sĩ để cứu người. Anh còn tố cáo thượng cổ nhân là bà ta đã dùng nghi lễ để triệu hồi sức mạnh bóng tối, cho nên bà ta mới bất tử như vậy. Thượng cổ nhân nói anh hãy cẩn trọng lời nói của mình. Sau đó Cacilius đã quay lại. Lúc này biết mình đánh không lại, Stephen lấy cắp nhẫn kép của hắn và bỏ chạy. Hai người không thể mở cổng không gian gần, lại còn bị té ngã. Cacilius phía sau đuổi bắt hai người như mèo vờn chuột. Nhờ có sức mạnh của chúa tể bóng tối, hắn tha hồ điều khiển không gian kính, hai người bị lạc nhau. Cacilius cho đồ đệ tập trung truy sát Stephen, anh trượt một đường dài, sau đó anh và Cacilius ôm nhau. À nhầm, anh bị Cacilius đánh, rất may là anh đã thoát khỏi lưỡi dao của hắn. Thượng cổ nhân đã xuất hiện, bà tái tạo không gian kính, thật là ngầu đúng không các bạn? Bà giải thích cho tên phản đồ biết, chúa tể bóng tối chỉ lợi dụng hắn thôi, thế giới kia là địa ngục. Hai bên đánh nhau, so về sức mạnh thượng cổ nhân không có đối thủ, nhưng về thủ đoạn thì không bằng Cacilius. Hắn đã đâm lén bà, sau đó đá bà bay qua cánh cổng không gian đến New York. Stephen đem bà đi cấp cứu, nhưng không thể cứu được. Stephen xuất hồn ra gặp bà. Bà bảo mình đã dành nhiều thời gian quan sát bảo vệ nơi này khỏi vô số tai ương. Bà cũng nói thật ra mình không thấy trước tương lai, chỉ là các khả năng xảy ra thôi. Còn nói Stephen không phải là người ham muốn quyền lực, chỉ là vì anh sợ thất bại thôi. Điều đó làm anh giỏi nhưng không thể trở nên vĩ đại. Bà còn cho anh lựa chọn cánh tay và bảo vệ thế giới. Bà không muốn sử dụng năng lượng tối, nhưng đôi lúc phải có người phá lệ để phục vụ cho điều cao cả hơn. Stephen nói mình chưa sẵn sàng. Thật ra các bạn biết đó, chẳng có ai sẵn sàng cả đúng không nào? Bà nắm tay Stephen nói cái chết đem lại cho ta nhiều ý nghĩa, để ta biết cuộc sống là hữu hạn. Sau đó bà biến mất, bà ấy đã vào cõi vĩnh hằng. Lúc này Stephen đã biết trân trọng người mình yêu, anh ôm cô bạn gái, mặc dù không muốn rời xa nàng. Nàng nói mặc dù anh không làm bác sĩ,
nhưng vẫn có thể cứu người bằng cách khác. Cô hôn anh, sau đó Stephen lên đường đến Hong Kong. Anh bắt đầu triệu tập những người còn sót lại. Một mình Wong trấn thủ thánh đường Hong Kong. Tuy nhiên với sức của anh thì không thể chống lại Cacilius. Lúc này Stephen và Mozo đã đến. Lần đầu tiên tôi thấy nhân vật chính đi đánh nhau mà đi trễ các bạn ạ. Hunger Kong đã bị phá hủy. Anh dùng con mắt Agamotto đảo ngược thời gian trở lại, mọi thứ bắt đầu quay về hiện trạng. Lợi dụng lúc này cả hai tiêu diệt bọn đồ đệ của Cacilius. Hắn cũng bị phong ấn vào bức tường. Wong đã được anh hồi sinh. Lúc này Cacilius đã thoát ra. Hắn ngưng động thời gian lại để kết liễu bọn họ. Stephen biết muốn bắt rắn phải đánh ngay đầu, thế là anh bay lên chiến đấu với chúa tể bóng tối. Mặc dù yếu mà ra gió, nhưng anh có viên đá dịch chuyển thời gian, thế là khi bị giết chết xong anh lại trở về thương lượng tiếp. Chúa tể bóng tối còn tưởng mình bị ảo giác hay phê đá nữa, thì ra hắn đã bị lừa vào vòng lặp thời gian. Hắn cục xúc lên, giết anh lần này đến lần khác, mọi thứ cứ lặp lại liên tục. Chúa tể bóng tối năn nỉ anh trả tự do cho hắn. Anh bắt đầu thương lượng, hắn không được bao giờ quay lại trái đất cùng đồng bọn mình. Anh quay trở lại trái đất. Lúc này thân thủ lĩnh rút binh thì đàn em cũng bị kéo theo rồi đúng không nè? Stephen nói tên này lẽ ra phải lấy nguyên cuốn sách, hắn quên còn phần mục hướng dẫn sử dụng rồi. Lúc này chàng Wong mặt nở nụ cười tự nhiên, mọi gánh nặng đã trút xuống, thế giới giờ đã hòa bình rồi. Stephen tiếp tục cân bằng lại tự nhiên, anh trả lại viên đá thần. Wong nói tin tức phù thủy tối thượng sẽ lan khắp vũ trụ, chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu bảo vệ trái đất. Nhìn chiếc đồng hồ mà người yêu tặng, anh suy nghĩ về tương lai. Đến đây là hết phim các bạn nhé. Thật ra nhân vật chính có quyền lựa chọn lại đôi tay, trở về cuộc sống ngày xưa, nhưng anh đã chọn là người thay tiếp nối của thương cổ tôn giả, gìn giữ trái đất này trở nên hạnh phúc, tươi đẹp. Cái xấu lúc nào cũng mạnh đúng không các bạn? Nhưng mình tin rằng cái thiện lúc nào cũng sẽ chiến thắng. Đất nước Việt Nam mình nhỏ nhưng đã chiến thắng với các cường quốc ngoại xâm. Mình thật tự hào là người con của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem các review của Sakura nhé. Hãy đăng ký kênh để xem các review mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn.